hello anh em nhé, chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Đây, em thảo ra anh xem là thảo to hay thảo bé, con này nó có mấy đời cơ? Ok, thảo nhớ rồi xong. Con gì đâu em? Cho em bằng hai cái rắc tổng gốc quy. Rắc gì nhỉ? Em cái vặn vào đầu bình nhé. À đầu bò quy á? À rồi rồi, ok ok. Chúng này đi chúng ơi, lấy cho em mình lắp đi luôn. Đây các bạn nhá, con này là gương của, con này là xe phao hả em? À đấy, bạn ấy trang trí đầu xe rất đẹp các bạn nhá. Rồi. Cho anh em cảm ơn. Ơi, đâu em? 4,5 một đôi em ạ. 4,5 một đôi. Hàn Quốc xịn đấy. Thấy là Hàn Quốc xịn, còn nhôm là Việt Nam. Đây, em mình trang trí hai con sâu các bạn nhá. Rất đẹp luôn. Đó các bạn thấy không? Con này ốp được gương này em, khi nào ốp gương mà, ốp gương mà. Có ốp gương mà. Có ốp gương này. Đấy, bạn đi dán mấy cái nhá. Đâu? Có đầy thiếu gì? 2,5 cái hàng xịn. Ừ, hàng xịn luôn. Nó nhìn nó lấy ra cái này của em nhiều. Ok. Chú ơi lấy luôn cái 739 luôn nhá. Chú ơi lấy 739 luôn. Đây, xe của em trai trang trí đế can Tekker rất đẹp các bạn nhá. Sâu à. Đấy, rồi logo bạn dán cái mặt nạ lặng màu vàng nhìn rất là nổi luôn. Đó các bạn thấy không? Hai con sâu hai bên, sâu Michelin. Đấy, ốc sâu cột khăn đỏ các bạn nhá. Đấy, mình đang ra toàn cảnh cho các bạn ngắm chiếc phao. Ok. Quay gì anh nhỉ? Có hơi em xem có hơi mà. Nhưng mà quay ong này là quay. À không, con này là chú này một thôi. Chú này một em ạ. Ong nó kiểu khác cơ. Con này. Đúng rồi, con này thùng dài nhỉ. Con này thùng dòng cao đấy nhỉ. Con này thùng cao mấy mấy em? Ừ, sao thùng to nhỉ? Thùng cao thật. Bình thường cái thùng bạn thì quá cao các bạn ạ. Bình thường anh em đối với dòng xe này thì đến cái ở nhà mình thôi, con này cao vóc lên luôn. Đó các bạn thấy không? Đấy, xe bạn thì trang trí rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, xe thì đơn giản thôi, xe thì anh em nào rồi anh em nào, nhưng mà chỉ cần một số cái chi tiết nhỏ nhẹ vào tiền xe thôi, tự nhiên xe đẹp hơn các bạn đúng không? Tự nhiên nhìn nó ngầu hơn này, dán cái mặt ga lăng này, bạn trang trí mấy hình đế can Tekker này, rồi một số logo hộ của anh em đó, thank you anh em rất nhiều luôn. Đây đang dán xong các bạn nhá, cuối cùng thì đã thay cho bạn xong ngay cái gương, thay cho bạn hai cái gương chiếu hậu các bạn này, đó hai cái gương chiếu hậu, một gương chiếu hậu và một gương tròn. Ok cho anh em đó, đã xong các bạn nhá. Đấy, đây gương tròn đây các bạn, gương chiếu hậu. Đấy, bạn chơi ốp mâm rất đẹp các bạn này. Đấy, ốp mâm inox, con này là ốp mâm là R16 các bạn nhá. Đấy, nói chung với Hyundai. Đó, cũng rất hay luôn. Đấy, trong cabin thì em trai cũng bọc rất là nhiều thứ các bạn nhá. Bọc trần da này. Rồi lái vô lăng của Thái này. Rồi màn hình rất là to luôn các bạn ạ. Em chế cái màn hình rất là to luôn. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, trong xe thì em bị dán vòng quanh là màu xanh luôn các bạn ạ. Xanh lá cây. Đấy, rất là nổi luôn. Ok, mình đã quay qua cho các em, anh em ngắm qua chiếc xe phao các bạn nhé. Đấy, phao VVT 3405. Đấy, bạn ấy có dán cái logo Isuzu à. Đấy, rất đẹp, đây nhà mình bán rất là nhiều các bạn nhé. Rồi, quay cho anh em xem. Ok cho anh em, thấy cho anh em rất nhiều. Rồi, bây giờ anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Thank you anh em rất nhiều. Bánh sau nhá thì là anh quán đều sẵn hết rồi, em có mua thêm miếng cao su thì mua thôi, còn bánh trước em tận dụng miếng cao su kia sang là xong. Thay cho em hai cái ghế cửa. Ok, hai cái ghế đó, hai cái ghế hai bên đó. Nó bị mòn không biết là còn không cơ.